À, Linh ơi, cho ly cà phê sữa đá em. Bỏ nhiều sữa ít cà phê nha. Cả nhà. Alo. À, tao Sáu Lanh nghe nè. Cái gì? Ê, mày nói gì vậy? Tao với mày có hợp đồng rõ ràng rồi. Ê, tao nói cho mày nghe nha, 12 tuổi thằng này đã đi ra đời làm ăn rồi, mày đừng có nghĩ cái chuyện vậy gạt tao nha. Tao không có vui lắm đâu. Mày nói gì? Cái đó mua không được nhiều tiền hả? Tao nói mày bao nhiêu lần rồi, cái gì mua không được nhiều tiền thì mày cứ bỏ nhiều nhiều tiền ra mày mua cho tao. Mày hiểu chưa? Mày yên tâm đi. Rồi, tao ngồi sẵn tao chờ mày, cầm tiền sẵn rồi mày qua cái là tao đưa tiền cho mày liền. Rồi vậy đi. Có vậy không mà nó bởi tụi này làm ăn thiệt. Mày làm gì vậy mày? Nhức răng luôn á. Ý, anh chịu khó để thẳng cái mặt. Cái mặt anh phải góc thẳng nè. Góc méo cái mỏ nhọn lắm. Giống cái mũi tên của đâu có được. Ê, nói cho mày biết trước nha, tao không có thích làm diễn viên đâu nha. Nhất là casting mấy cái vai chánh vậy tao không có thích đâu. Có, em nói cái mặt anh sáng tài chứ không phải là sáng diễn viên. Mặt sáng tài quá. Trời ơi, có hào quang chiếu 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 luôn nội mẹ ơi. Mặt mà có hào quang chiếu chiếu thì là sắp đi rồi đó. Đi đâu vậy? Đi du lịch. Tao không có thích đi đâu hết á. Mày biến cho tao. Anh nhiều khi anh vô mánh anh trúng số nhiều tiền, hoặc là anh làm vô cái tài lộc thì nhiều tiền anh phải đi du lịch chứ sao. Anh tính nóng quá. Anh có bao giờ anh đi coi bói không anh? Có. Hồi sáng nay tao mới coi bói nè. Thầy bói có nói với tao là hôm nay tao có xô xát. Dạ. Mà ổng chừng xô xát với đứa nào nhỏ nhỏ con hơn tao. Em làm gì đâu anh đánh em. Nhưng em cho ý kiến được không? Làm gì hôm nay anh không được vui phải không anh? Mày biết tao không vui thì mày đừng có làm cho tao buồn. Dạ. Đâu có, em đâu có làm cho anh buồn. Em là người đem tới tài lộc cho anh làm sao là buồn được. Mày đem tài lộc đến cho tao? Dạ. Mày lấy gì mày đem cho tao? Nhìn cái tướng mày kìa. Tiền cũng có mà đặt đem là tài lộc cho tao. Vậy anh cho em nói một câu em đi luôn được không? Nói. Anh từ sáng giờ em chưa ăn gì hết trơn á em. Nín. Tao nghi là đúng lắm mà. Nghe cái mùi khét nắng của mày là tao biết rồi. Nãy mới bước vô mày đặt chéo làm tao tưởng đồ đạo diễn. Mày nghĩ sao? Anh mày 12 tuổi này ra đời kiếm ăn như vậy, chưa một bao giờ mà cho ai một đồng xu nào hết. Mày đừng bao giờ cái nghĩ là than vãn rồi đói rách rồi này nọ tao cho mày hả? Đâu có, em đâu có xin xỏ gì anh đâu. Em nói là cái nói chuyện của em thôi, còn mà em chưa giới thiệu anh, có xin anh là gì đâu. Giờ anh cho em giới thiệu cái em đi liền nè. Nói. Anh biết em là ai không? Mày về mày hỏi má mày biết ba mày là ai chứ gì? Hỏi tao làm chi? Xin trân trọng giới thiệu với anh. Em, nữ hoàng Giê-xu. Leo xuống mày. Tao nghi là đúng lắm mà. Gì? Nãy mày làm đạo diễn, hơi đó đem tiền tài đến cho tao. Tao tưởng mày giám đốc ngân hàng chứ. Rồi giờ nữ hoàng Giê-xu. Cái số mà cũng có nữ hoàng đó, trời ơi. Nguyên sớm là con nhỏ nữ bán cái số rồi, con mình em bán cái số cho nên em được làm nữ hoàng. Anh trai, số biến, 3. Biến cho thoáng mày. Còn 3 tờ cuối nè anh trai. Số đẹp dễ sợ, từ hồi cha sanh mà đẻ ra cầm tỷ số để bán chưa bao giờ thấy số đẹp vậy anh. Dạ, đẹp. Còn 3 tờ cuối à, 3 tờ cuối. Còn 3 tờ chiêu cuối hả? Dạ. Mấy cái chiêu này thường quá hả mày? 12 tuổi anh mày đã xài rồi. Mày nghĩ làm sao? 3 tờ mua 3 tờ móc 3 tờ nữa ra, móc mua 3 tờ nữa móc 30 tờ nữa ra hả? Có gì ít vậy, 30 tờ đây nè. 300 tờ em chưa bán. Nhưng mà số xấu quắc em ghét em thằng bán, lo bán số đẹp, số đẹp lắm anh ơi nè. 307 684. Bà mẹ số đẹp quá đẹp. 307 684. Dạ. Đẹp bà nội tao á. Đẹp chứ anh. 6 số không có số nào dính với số nào mà đẹp. Đó, cái chỗ là nó không có số nào dính số nào. Mà điều đặc biệt là cái số này là số ngày tháng năm sinh của em. Đẹp quá. Tao tưởng đâu ngày tháng năm sinh của tao mới đẹp. Chứ ngày tháng của tao mua bà nội tao hả? Tờ số. Thoáng mày. Biến. Anh đang bóp con trai nha. Trời, thịt chắc quá ông nội ơi. Có chơi thể thao không vậy? Đó.
không? Đã giờ tao thấy mày là ê, ê, ê. Cái nào là phải đã chứ, đã giật giật tóc không anh, giật tóc mai không anh? Được rồi, đủ rồi. Cái này đã nè. Nãy giờ thấy mày làm cái này là được nhất á. Trời ơi, trước khi bán cái số là em có học massage mà bị lùng qua không có giới tới cái lưng mới cho em nghỉ đem ra bán cái số luôn á. Đã không anh trai? Đã không anh? Đã, sướng. Thôi, 3 tờ luôn, đại ca. 30 ngàn đồng bạc luôn, tối làm tỷ phú. Biển, không có mua. Gì vậy? Thì lúc ông mua nói đi để người ta mới thấy bà nội ta. Ừ, cái ông mua à, ngồi đâu mà ạc, bởi mọi nhộn liễu. Ê mày, mày nói vậy là sao vậy? Ê mày nhào, mày làm lố, mày đấm bóp tao đã, tao chưa bắt mày, tao bo ngược lại tao là mày hên lắm mà nha mày. Xấu tính, một số tao 3 tờ bạc mua, kiều làm tỷ phú rồi. Cho ly cà phê đi em. Sao? Vì số mà anh trai. À, số đẹp từ đó giờ mừng đầu tiên cha thanh mày đẻ rồi cầm từ số hôm nay mới thấy số đẹp dễ sợ anh ơi. 307684 bà mẹ số đẹp quá trời. Gia đình ai có sanh ai sanh 584 không anh? Đẹp lắm. Nhà anh không ai sanh 584 vậy hết. Dạ, vậy à, đâu, đâu, thôi đâu cần sanh với cái ngày đó làm gì, cái ngày đó đâu có đẹp gì lắm đâu anh. Số mày đẹp lắm anh. Con này sao nó hay làm lố vậy ta? Thôi được rồi. Thật chắc là có chơi thể thao không? Anh chơi tennis phải không? Cho anh 3 tờ. Ủa, anh mua hả? Trời ơi, thấy chưa? Thấy người ta mua vé số cho tôi chưa? Anh Hùng của lòng em. Ủa sao biết tôi tên Hùng hay vậy? Hả? Anh Hùng hay anh Khùng? Du Duyên, ảnh lớn hơn tôi. Mà ảnh tên Hùng tôi kêu anh Hùng được sao? Anh cười quá. Dạ, 3 tờ vé số anh. Ê. Tối anh làm tỷ phú anh nhớ em nha. 3 tờ. Đó, 3 số đẹp. Dạ, số đẹp lắm anh. Không số nào dính số nào mà thấy cũng đẹp. Đó, vậy em anh có gu giống nhau. Nè, thôi tiền cho anh đi. Chết cha, tờ 100 lần hả ta? Ừ. Tờ bự quá, từ đó giờ mới thấy tờ bự nè. Dạ chị, vậy làm ơn đổi mấy em tờ 100 ngàn luôn chị. Uống giùm tôi ly cà phê đi đổi. Còn mẹ này mà ác dễ sợ luôn, làm như mẹ này vợ cha này hay sao? Ê mày. Không có. Anh ơi, em nói anh nghe nè. Em không có tiền lẻ. Rồi sao? Em chạy đi chút xíu rồi, chút ép kìa nè, em về liền. Em đổi tiền lẻ anh thối anh nhanh. Ừ. Nhanh. Dạ, anh em về cho anh nha. Dạ, đợi em xíu nhanh. Trời đẹp trai dễ sợ. Xấu quá. Anh Hùng. Tôi công nhận luôn nha. Anh sang ghê luôn á. Mua 3 tờ giấy số có 30 ngàn rồi mà bo luôn 70 ngàn nữa mới ghê chứ. Ủa là làm sao? Là ngu chứ sao? Trời ơi, vậy là con bé nãy gạt tôi hả? Tao không biết nó có gạt mày hay không, mà tao thấy chỉ số thông minh của mày không được cao. Trời ơi, cái gì kỳ vậy? Thấy nó tội nghiệp mua giùm nó 3 tờ giấy số. Mình là người tốt, người tốt không lẽ gặp nạn sao trời? Bậy. Người tốt cũng có gặp nạn, người dốt mới gặp nạn cho em. Sắp tới giờ đón vợ rồi, có tờ 100 ngàn mà đưa cho con bé đó giữ mất tiêu rồi, giờ tiền đâu trả tiền cà phê. Bây giờ làm sao ta? Giờ làm sao ta, mày hỏi tao làm gì? Mày đi hỏi vợ mày đó. Vợ em chưa có ra. Anh ấy, em nói thiệt anh là em có tờ 100 ngàn à. Tại vì em chở vợ em đi khám bệnh ngoài đây nè. Rồi cái cầm 100 ngàn vô uống cà phê, đưa cho con bé bán giấy số. Con bé bán giấy số chạy đi luôn rồi. Bây giờ làm sao ta? Ê mày, tao dị ứng với cái câu đó của mày nha. Dạ. Cái gì là sao ta, là sao ta? Em rối quá, em biết tính làm sao hết anh ơi. Mày biết tính sao, tao đâu có biết tính sao cho mày. Mày cứ hỏi những cái câu hỏi mà nó không có chủ đích gì hết mà đi hỏi. Là sao ta? Biết. Anh à, anh tính giùm em cái đường ra được không anh? Chứ em thấy là em vô ngõ cục rồi. Giờ mày tính không ra hả? Mày làm sao tính ra được? Ngu quá mà làm sao tính ra? Nghe anh mày tính cho mày ha. Dạ. Giờ trên người mày có giấy tờ gì không? Bỏ ra đi, anh mày cầm cho mày. Dạ. Có. Em có tờ giấy phạt công an sáng chở vợ đi bị vượt đèn đỏ công an phạt nè, anh cầm giùm em được không anh? Mày giỡn chơi với tao mày? Mày tự nhiên mày đi với nó làm cho tao làm gì? Chị chứ giờ làm sao ta? Tao dị ứng nha. Tao dị ứng câu hỏi đó nha. Đừng hỏi làm sao ta nha. Anh ơi, tính giùm em cái được không anh? Tính gì? Không có tiền trả tiền cà phê, giờ tính sao có tiền trả tiền cà phê giùm em đi anh. Mày gọi vợ mày ra trả tiền cho mày. Ờ ha, sao em không suy nghĩ ra chuyện đó ta? Làm sao mày nghĩ ra được? Ngu quá mà. Dạ, em ngu quá.
Trời ơi, điện thoại hết tiền luôn rồi. À, anh ơi anh, điện thoại em hết tiền gọi không được luôn rồi anh. Bây giờ làm sao ta? Sao bà nội mày á? Mày tự tính đi, sao mày hỏi tao hoài vậy? Tính ra rồi anh. Anh, không mấy anh cầm giùm em cái điện thoại. Mày nói đòi hay là gì? Cầm điện thoại hả? Dạ, cầm giùm em. Trời ơi, trong lịch sử loài người, lần đầu tiên tôi mới biết cái này là cái điện thoại. Sao có cái giờ sợi dây thun cột ngang nữa vậy? Sợ cái nắp nó rớt. Bà nội ba. Trời ơi, nhờ mày nói tao mới biết cái này là cái điện thoại á. Tao tưởng đâu cái đồ trợ chó không á. Ủa vậy là anh không cầm hả anh? Không, bây giờ em tính vậy cho dễ nè. Tính vậy là được anh, được em luôn nè. Cho anh mượn 10 ngàn em trả đi, em chạy ra ngoài em lấy đưa lại cho anh liền. Mượn cái đầu mày á. Mày nghĩ thì sao? Mày nói chơi với tao hả? Xin lỗi mày à. Anh mày 12 tuổi ra đời kiếm ăn như mày, chưa bao giờ cho thằng nào mượn một đồng xu nào. Mày nghĩ sao mày mượn tao 10 ngàn? Mày nghĩ sao mày mượn tao 10 ngàn? Vậy giờ làm sao ta? Tao dị ứng cái câu hỏi không có mục đích của mày. Biến. Thiếu tiền cà phê biến, chủ quán đánh em chết anh ơi. Đó là chuyện của mày, đó là chuyện của tao. Anh ơi anh. Ngu ráng chịu chứ. Anh ơi anh, nhờ anh chửi em ngu bây giờ em sáng ra rồi nè. Anh, em có 3 tờ giấy số em mới mua con bé đó. Anh lấy giùm em tờ đi. Rồi kêu như anh cầm giùm em tờ giấy số, cái em chạy ra ngoài em lấy tiền vợ em vô em chuột tờ giấy số lại. Anh thấy em tính vậy được không anh? Lần này tao thấy mày, thấy mày được có chút xíu thông minh. Dạ. Nhờ ngồi gần anh. Được. Dạ. Anh mày giúp mày lần này. Dạ. Nhưng mà một tờ thì không được, mày phải bỏ luôn 3 tờ thì anh mày mới chịu giúp cho mày. Được không? 3 tờ luôn nhá. 3 tờ 30, ly cà phê có 10 ngàn anh. Vậy mày tự trả đi. Dạ thôi. Mày tự trả đi. Dạ thôi, em cho em gửi đây 3 tờ nha. Rồi em ra ngoài đó, em lấy tiền vợ em vô chuột lại 3 tờ giấy số nha anh. Thưa anh em đi. Để dặn đây cho tao. Dạ. Điện thoại của em. Tao biết. Dạ. Thưa anh em đi. Mày đi đi. Dạ. Mày không trở lại cũng được. Trời. Ly cà phê được 3 tờ giấy số. Bởi vì người ta kêu tao sáu lanh là quá đúng. Cuộc đời sáu lanh này, lanh là phải lời, lanh là phải lời thôi. Linh ơi Linh, ghi ly cà phê đó vô sổ của anh luôn nha. Trời gì cái sổ mà ra cho nội. Thôi lỡ rồi, coi túi quán thì tôi đi ra ngoài lấy đá chút. À đi đi, anh coi mày, anh coi giùm cho. Anh Hùng. Anh Hùng ơi, trời ơi, anh Hùng của tôi, anh Hùng của lòng em. Trời ơi, ly cà phê ở đây, cái người đâu rồi? Một cái mày người làm gì vậy? Ngồi lỏng lẫy đây đâu anh Hùng của em đâu anh? Mày làm gì mà mày hốt không bị hốt hoảng là gì? Anh Hùng. Tao biết rồi. Mày gạt thằng Hùng đó, mày ra mày kia mày gặp thằng Hùng, nó quýnh mày tơi tả phải không? Trời ơi, thằng Hùng này nó hiền. Gạt nó 70 mà nó quýnh mày không để lại thương tích gì hết. Gặp tao nha, mày mà gạt 70 ngàn của tao, tao nói thiệt mày, tao quýnh mày không bỏ xác nữa thôi. Ông nói nữa tao quýnh ông bỏ xác tại đây bây giờ. Tôi kiếm anh Hùng, anh chỉ anh Hùng cho tôi đi. Bây giờ tôi muốn gặp ông này. Mày làm gì vậy? Muốn gặp ông Hùng. Mày gạt người ta, tao quýnh mày là đúng rồi. Mày còn kiếm người kiếm nó trả thù nữa hả? Không phải trả thù gì, ông khùng áo nghĩ gì vậy? Tôi chạy ra tôi đổ tiền, cái tôi định chạy vô rồi. Tự nhiên nó tới rồi, giờ bán cái sổ. Cái tôi mua luôn, tao bán cái giò mà. Tôi mua luôn, trời tôi đứng, tôi cũng nhiều chuyện nữa. Tôi đứng tôi coi thử có ảnh có trúng không. Bà mẹ nó vừa mới coi trúng anh ơi. 703-684, số đẹp, ngày sáng tháng đẻ tôi mà. Trúng đẹp nhất, 3 tờ 90 triệu. 90 triệu lần đó anh, 90 triệu. Cái người đẹp trai dễ thương hiền lành này thế nào cũng cho tôi 3 triệu. 3 triệu tôi mở nguyên cái đại lý giấy số, tôi chặt cho đại mày lý đến. Anh Hùng ơi, anh Hùng hả? Mày nói thiệt hả? Ảnh đâu rồi? Ảnh đâu rồi? Hùng nó trúng số 3 tờ 90 triệu. Anh Hùng ơi, anh Hùng ơi. Trời đất ơi, chẳng lẽ nóng không tắm hồ? Anh Hùng ơi. Trời ơi, giờ này đi tắm hồ gì cho nội? Anh Hùng của tôi đâu? Anh ơi, chị em anh Hùng. Đúng rồi. Anh Hùng ơi, anh Hùng. Trời ơi. Vậy là nó trúng rồi. Anh Hùng của lòng em. Anh làm ơn chỉ giùm em anh Hùng ở đâu đi anh. 3 triệu của em. Trời ơi, bính đi biếm ra cây. Gì vậy? 3 triệu. Giải nhất. Là 90 triệu. Mày nín dậy. Em được 3 triệu. Thế nào ta cũng cho em 3 triệu. Bây giờ 90 triệu. Nó trúng với số. Dạ đúng rồi, trúng với số. Ta trúng với số. Anh Hùng trúng với số. Ngồi ngay đây. Cái anh Hùng đẹp trai nãy đưa em tờ 100 á. Thôi lại 70 trúng với số. Anh Hùng à. Ê. À, mày đi. Tôi lấy mày đi lại đây làm gì? Anh mày trả tiền giấy số cho mày rồi. Mày muốn lại mày lại mày lấy tiền thối phải không? Anh Hùng, anh mày đưa. Anh Hùng ơi, em nói Hùng. Mày im đi.
Mẹ, anh hồi nãy em chạy ra đó anh, em mua tờ giấy giò, em thẳng đó tiền đó cho anh đó anh. Nè, phải cho nó đó, anh hồn bên hồn. Mày, con này. Ủa bé bị gì vậy? Nó đau bụng, tao đưa đi đi cầu tiêu. Mày đi đi, lo cho vợ, rước vợ mày đi. Ờ, à, tôi đi nha. Im đi, tao chia mày. Đừng có đó anh hồn. Mày im đi, tao chia mày. Anh làm gì anh chia, anh có gì mà chia. Tao giữ ba tờ giấy số của nó. Cái gì? Cái số tao bán cho anh Hùng tại sao anh giữ hay vậy? Nó không có tiền thối, mày gạt nó đó. Nó không có tiền nên nó trả cà phê tao, nó cầm ba tờ giấy số cho tao. Tôi gạt nó nào đâu, tôi đi đổi tiền chứ bộ. Bây giờ anh cho tôi nhiêu chứ không ai tôi kêu anh Hùng à. Tôi trả mày 1 triệu được chưa? Trời ơi, anh ơi, anh Hùng. 3 triệu. Anh Hùng. 5 triệu. Anh Hùng. 7 triệu. Anh Hùng. 90 triệu mày chịu không? Trời ơi, sắp vậy? Chúng 90 cho 90, trời ơi đẹp trai quá. 90 cho em luôn. Điên hả? Chứ cho em nhiêu? Mày nghĩ mày lấy đưa giấy số lại cho nó có cho mày được 7 triệu không? Bây giờ 7 triệu mày lấy không? Nè. Anh mày làm ăn uy tín, nói là làm đó, 7 triệu đó. 7 triệu? Ôi anh Hùng, anh Hùng. Ui, con. Cho tôi hỏi anh câu thôi. Anh Hùng mới 7 triệu mở được lại lấy giấy số không anh? Không. Bao nhiêu anh? Phải 10 triệu. 10 triệu? 10 triệu mà nó mày đi biết. 10 triệu tao mới mở được giấy số. Tao cho mày 10 triệu. Dạ, 10 triệu. Anh ơi, 10 triệu có mua đại lý giấy số tao chưa mua bàn ghế luôn anh. Mày. Bàn ghế. Là 15 triệu đi cho nó đẹp. 15 triệu. Mày muốn 15 triệu cho mày 15 triệu. Im. Rồi, 15 triệu ha. Mày đi đi, mày đâu quay lại làm gì? Đang chi vậy anh? Nhớ rồi. Hả? Nhớ cái gì? Chìa khóa ở đây nè. Chìa khóa rớt nó, chìa khóa để đáy lụm chó gì đâu dưới đó. Trời ơi, chìa khóa bông lan. Đưa cho anh Hùng đi. Đón vợ liền. Ừ, vợ đâu có chữa, đón anh liền. Mày đi đi, tao anh lo hết Hùng. Rồi. Bye anh Hùng, mày gió nữa. Trời đẹp trai quá. Công nhận nha, mày xạo thiệt luôn á. 7 triệu đâu, đưa 7 triệu đây. Mày từ mày làm dữ vậy? Anh Hùng. Bà nội. Ông Hùng đó, ông nội mày sao mày làm mày cứ kêu tên nó hoài vậy? Nè. 7 triệu nữa đó. Ủa, sao 7 triệu mới có 14 triệu à, còn 1 triệu đâu? Tao giờ chỉ có 14 triệu thôi. Anh Hùng ơi. Bà nội, ngày mai mày hoành lại, tao đưa cho mày 1 triệu nữa được chưa? Nhớ nha, ngày mai 8 giờ sáng tôi tới đây nha, đứng ngay tại chỗ này, ông trả tôi 1 triệu nha. Mày không biết làm toán hả, con quỷ? Tao thiếu mày có 1 triệu mà làm gì mày lấy 1 triệu 1? Ông mới không biết làm toán á, một ngày sao phải lên tiền lời chứ, 1 triệu 1, trả không? Anh Hùng! Rồi. Ngày mai mà hoành lại để tao đưa mày 1 triệu 1 bà nội. Rồi nhớ chưa? Rồi nhớ nha, còn thiếu tôi 1 triệu nha. Trời ơi, công nhận đã quá. Nhớ nha, 14 triệu thiếu 1 triệu nha. Trả là biết tôi nha. Công nhận bà thầy bói bà nói đúng. Tháng này mình có tài lộc. Tự nhiên rồi không có 90 triệu. 703684. Coi lại lần nữa cho chắc ăn coi. Ủa? Tại đây. Đúng rồi. 703684. Đã quá. Đại ca sao lên. Xin chào. Nhớ nha, mai em quay lại em lấy 1 triệu 1 nha. Em với anh Hùng về đến tiền. À, mày thôi về đi. Mày nghĩ mà vai tao có thói đưa cho mày 1 triệu 1 không? Ủa, sao hai đứa tụi nó thân thiết với nhau quá vậy ta? Ủa, không lẽ? Chết cha. Không, 3684. Đúng mà, giải nhất mà. Chắc tình cờ thôi, không có gì đâu. Yên tâm, mình là Sáu Lanh mà. Mấy cái chuyện này làm sao mà bị gạt được. Linh sao nó đi đâu lâu về quá vậy ta? Điện ảnh quá. Mày dẹp đi. Mệt mày quá à. Mày đừng nói với tao mày là hoàng đế bán vé số nha. Sao chú biết hay vậy? Mày nghĩ sao anh mày 12 tuổi ra đời kiếm ăn mà. Trời, mấy cái chiêu này là thường với anh mày quá rồi. Dạ. Trời ơi, mặt anh sáng tài quá anh ơi. Tao chích 90 triệu mà là sao không sáng được. Mày thấy không? Sáng không? 90 triệu? Ừ. Trời ơi, sáng quá. Anh mua giùm em tờ vé số anh.
Ôi mua làm gì tao trúng rồi, mua gì mày, nè nghe, mày đưa tao tờ giấy giò hôm nay đi, tao cho mày 10 ngàn. Thiệt hả? Ừ. Liền anh. Giò lại cho nó chắc ăn. Mày làm gì vậy mày? Em muốn miếng nước, anh trúng 90 triệu rồi, tiết kiệm ly cà phê làm gì? Ủa? 6, 3, 4, 1, 0. Đúng rồi. Giải nhất ngày hôm nay. Dạ, đúng rồi. Sao nó không có quen vậy? Nghe nó lạ quá vậy mày? Lạ gì anh? Giải nhất phải là 03684 chứ. Anh nói làm sao vậy? Chết rồi. Giải nhất của ta là 63410. Rõ ràng như vậy mà. Chết rồi. Vậy là sao? Cái giấy giò của mày đúng là giấy giò ngày hôm nay không? Đúng, em mới mua mà. Vậy là sao? Mày giò lại dùm cho tao. Mày giò lại liền cho tao ba tờ này. Còn coi liền. Dạ. Giải nhất nha. Dạ. Giải 8. Chật lại nha anh. Mày coi giải 8 là gì? Tao kêu mày coi giải nhất mà. Giải 7. Chật lại nha. Mày đi thẳng vấn đề cho tao. Coi liền giải nhất. Giải nhất. Giải nhất. Giải nhất. Chật rồi. Sao chật được? 03684. Trời ơi, sao có một số 6 vậy? 15 triệu của tao. Trời ơi, 15 triệu của tao. Trời ơi. Mày là hoàng đế bán vé số hả? Dạ đúng rồi. Thì con nữ hoàng đâu? Con nữ hoàng đâu? Là gì có nữ hoàng nào? Trong, em nói cho anh biết, trong nguyên cái khu này, em đẹp trai nhất, bán vé số. Vậy thôi em mới là hoàng đế bán vé số. Mày đi đây. Trời ơi, vậy là 15 triệu của tao. Không, 14 triệu. Trời ơi, vậy là sao ta?